một trải nghiệm cực kỳ tệ của mình. Chuyện là mình lướt TikTok thì thấy người ta chơi cái tên lửa nước này, thấy đã quá nên mình cũng đặt về chơi thử. Bên trong thì sẽ có hai cái đầu nối, thêm một đống hình dáng, một cái tên lửa đồ chơi, nó được làm bằng nhựa mấy bạn ơi. Cuối cùng là một cái bệ phóng. Mình có kiểm tra thử thì người ta không cho ống nước mấy bạn ơi. Làm mình mất công phải đi mua ống nước nữa. Chán thật sự luôn. Nhưng mà điều đó vẫn chưa tệ nhất đâu. Đây là tên lửa nước của người ta nè. Nó bay rất là cao luôn. Còn đây là tên lửa nước của mình. Nó bay cao chưa được nửa thước nữa. Mình có hỏi shop thì shop bảo là do áp lực nước. Đi kiểm tra thử thì nước nhà mình cực kỳ mạnh luôn. Hay là mình có làm sai chỗ nào không ta? Lây hoay một buổi trời, ban đầu nó còn bay lên được chút xíu, sửa tới sửa lui bây giờ nó hết bay lên luôn mấy bạn ơi. Bạn nào có chơi cái tên lửa nước này rồi thì cho mình xin ý kiến nha.